buổi chiều lên dòng Hương Giang. Đây là khu vực công viên Thương Bạc hướng về cầu Thương Tiền đấy bà con. Dạ, em vừa xin chào tất cả mọi người. Chiều nay từng đâu về có tôm mưa lớn, sau khi giống những cơn giông rất là lớn luôn, râm trời, rồi cuối cùng là không có tôm mưa nào, thậm chí trời có sập tối xuống luôn, nhưng mà không mưa, còn nơi thì vài giọt. Và bây giờ bắt đầu nực giống đó, nóng. Lúc này cũng 5 giờ 30 chiều rồi. Em đưa bà con đi một vòng lang thang Huế. Ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Trường Tiền, tầng 3. Xe đông ba tiền 500 thanh bình phong bình lăng cô có rất nhiều tiền xe. Ngày nay đi có xe mấy lần nha bà con, xe về các huyện đó, huyện Cảnh Dương đó. Xe buýt đó hiện đại văn minh, nhà giữ xe chờ đông ba. Trời đông ba mùa này là đông lắm đó. Đi vô là chật đường đó. Khách du lịch từ trưa đến chiều, từ sáng đến chiều. Ăn giờ khách du lịch. Ẩm thực trời chiều đông ba. Giờ này bắt đầu hoạt động đấy. Ngày hai thì người ta hoạt động sớm để phục vụ cho khách du lịch cho bà con đó, ăn uống quá trời luôn. Nhiều gian hàng ho về ấm bà thì ho ho thông ho thảo thịt mặt trời đông ba đó, bà con đi ăn đi uống đông lắm đó. Sinh nhật 125 năm chờ đông ba đó.
rồi cũng có tổ chức chương trình hội nhạc đây đó, đó. Cũng rộn ràng lắm đó. Ngày hôm nay mình mùng 9 rồi. Tới 10 ngày nữa. Và đã có hóa đồ chuẩn bị chào đón đó đó. Chà là thức ăn. Cũng như khách hàng xe cổ tới chợ. Xe bên cạnh nữa, mũi câu gia hội đó, đường vào chợ ăn uống này, từ ngoài vào trong. Không biết tuyến đường ở đây đã hoàn thiện chưa. Chà, chưa ô tô rồi chứ vô đây được hết cả. Không làm chưa? Đó, đường đi bộ ra đến khu vực cầu Giá Hội. Đầu con sông Đông Ba. Trên bên dưới thuyền, chào bên kia là bên sông Trình Công Sơn. Bây giờ cũng đẹp lắm, rộng rãi, đường đi bộ rồi đường xuống bên sông. Chiều chiều người dân đi tắm mát, bơi súp, bơi thuyền. À đấy, chưa sống à. Và những cái nơi đi ra để học mạc này đang còn làm công trình. Đó, này mai ở giữa này có bông hoa cục đen đâu đẹp lắm này. Sau chợ Đông Ba em tưởng đâu có, đã có hình ảnh chim mới rồi nhưng mà vẫn chưa xong đó bà con. À, vừa xong là những con đò chiều này, chợ hàng chợ họ này, hàng họ lên chợ. Đây là bến Đông Ba. Ngay ngã ba sông, nhìn về con hẻm đập đá, cảnh đẹp chưa. Thiên nhiên ban tặng cho Huế con dòng sông Hương thơ mộng, dòng sông mà nước nó lững lờ, không có chảy xuôi mạnh như những con sông khác đó. Sau này là xe của tiểu thương người ta buôn bán, người ta chạy đi sau này để ngõ ra các cái cửa đó, cổng vào chờ đó. Ồ, như vậy là cũng chưa có mức độ hoàn thiện thì ngang lạc gạch lạc đá trên đường thôi. Còn tại tàu cảnh quan bên lề dưới bờ sông nữa, rồi xung quanh sát cái chờ
đó, xây hàng gạch vững chắc rồi, mãi chờ là đã thấy mới hoàn toàn. Nguyên một cái sảnh dài phân lô đó bà con ngồi bạn muốn đó. Đó, đi dọc lên Trường Tiên. Như vậy là cũng đang còn một ngang công trình. Nay mai xong đây, sắp đặt chúng ta sẽ tiếp tục có những cái hành trình khám phá bờ sông xứ Huế ngày nay. Đó, bên kia là bến Tòa Khâm mọi người, đối diện bến Tòa Khâm nơi mà những con thuyền đầu dây đặc đó. Nơi khúc cua của dòng sông ngã ba ngã tư, bên Đập Đạ thì về sông Như Ý, bên này thì về Đống Ba, tí thẳng là về Cồn Hển đó. À, làm lại trùng tu lại khu vực chờ này, xây tường gạch là vững chắc đến đây này. Công trình ở đây thì cũng hơi hơi xuống cấp, tầm 27 năm rồi. Đó, bậc cầu thang đi lên đi xuống vô ra chợ Trường Tiền, 6 vài 12 nhịp. Trong đây là những gian hàng chờ chiều. À, đó đi lên lâu cũng được à mẹ? À, lâu đi con lấy còn được, không có hỏa trên đi mà lên. À dạ. Lâu trên đi bên là bảo vệ, bên đi là phu. Rồi con muốn lên lâu bên đây là đi ngạc đây. À rồi con đây. Đây là phòng bảo vệ hả? Ừ. Dạ. Đấy hồi xưa lâu chí hả, kêu lâu á? Lâu đi hồi xưa hoạt động. À dạ. Chắc như cái khó rồi hả? Đấy. Chứng có lâu giống như hồi nãy lâu chuống lâu máy lâu đồ hả? Lâu máy là ngã ngoài tê. Dạ ngoài tê. Dạ. Còn lâu chuống là trong đi. Ừ, còn dạ, dạ. Họ bạn gì đâu đó con ơi lên đó. À, là dạ, mua. Dạ. Còn đây không? Là chắc hồi xưa cái khó ở dưới. À dưới này bạn con tên này phong bộ về chứ mày? Phong bộ về. Phong mới dạ. À, đường đi bộ. Đường đi bộ đó dạ. Ở đó đang chưa sống có bạn. Dạ. Dạ vô chờ mẹ bạn hang đấy à? Mẹ bạn áo cung cụ con. À mẹ vô đây ngồi nghỉ đã hả? Dạ. Con. Dạ cảm ơn mẹ. Mẹ mạnh khỏe. Xong chờ Đống Ba lôi vất đấy, đấy giống cái khó đó. À đấy cái nhà nó cũng xuống cấp. Bên trên mình sử dụng cho phòng bảo vệ đó. Lầu này năm xưa không có tên mà chắc là chờ thôi. Những gian hàng chờ cả tống. Đó, trời ơi. Ra đây đường Trương Dương cộng số 25. Đó, đi bên đây là tới Trường Tiền. Dọc vào đây là cái ra khu vực Gia Hội. Chúng ta đi vào cổng đây. Vào một cái cổng cửa. Cổng số 25. Đặt cho bây giờ nè, những cái sạp làm cửa kẹo cửa cuốn hiện đại ngăn nắp từ trong ra ngoài. Gian hàng trái cây là mặt sau của chợ đây. À, ra đây khu vực bến xe. Bến xe chúng ta vừa đi đầu video đó. Chờ chiều bà con đang dọn hàng. Bảo vậy là bỏ một chỗ mà sắp một chỗ lắm đó. Nhà hàng đồ nhựa. Hộp chi? Lý chén, hộp nhựa các kiểu, giày dép, hàng tiêu dùng đó.
Ui cha, vô đây hực nọng này. Như là không khí nó nực nọng, nó hơi nọng, nó bốc ra. Ấm nước cỏ chắc. Chà, không chờ nọng. Phải mạc mà nè. Chị đó, ngát. Anh. Dạ. Nọng ghê ha. Giờ chiều về nó nực. Hừng hực. À, chà đi chặt thông ra này, giữa khu vực của các cổng cửa luôn đó. Chắc là phải đi ha. Bụng hơn 500 mấy vậy hả? Lấu rồi dầu. Cùng dây dẹp quá trời. Mùa đói. Mùa đói. Mùa đói. Mùa đói. Mùa đói. Vàng bạc đặc quý. Có ra mặt tuyệt đây rồi. Cho tôi gửi không? Đó, đặt sang bản được này. Khách thập phương. Tiểu thương vui vẻ. Em ơi, mua cái đồng hồ đéo hỉ. Đó, đây những gian hàng này. Đặc sản xứ Huế. Là khách du lịch đông đây chứ. Giờ này là gần 6 giờ. Khách du lịch còn đây chờ đó. Dạ. Mực khô, tôm chảy. Đúng nha, mình rụt. Khu vực này là ngay gần cổng chính đây. Nọn lá bài thơ này. Bắt đầu xanh mè xỉnh tôm chua rượt chua. Dạ. Đây là cổng chính, khu vực cổng chính. Đó, tôm đã mục tôm bằng này. Tôm chua mè xỉnh. Chúng ta làm thơm. Đây là vô lầu, lên lầu. Và giữa sẽ lên là cầu thang lên lầu đó. Đi ra lại cổng chính để đi về bãi giữ xe. Đó, lâu lâu đi vòng đi chờ. Phải lâu đi chờ lạc đường chứ. Đường mới đó chứ không. Khách du lịch đông lắm. Nhà hàng mỏng. Đồ khô. Nhang tầm. Tay ngờ tay hỏi à, hàng hóa mê luôn mê cười. À, đây khu vực công trình này. Đây có để cái 125 năm kỷ niệm chợ Đông Ba. Đó, được chờ là ẩm thực ăn uống quá trời. Đó, toàn khách du lịch đó. Đông đúc vui nhộn là vậy. Chờ Đông Ba mùa này. Đức chờ trong chờ. Ừ, em à, hờ không mua. 23/8/1899 23/8/2024 chạm thực cao gọi muốn hến muốn mâm nem cha là thơm là mẹ o áo tính
xoài. Câu về chợ Đông Ba thì chắc chắn bà con phải ăn thưởng thức ẩm thực cho nhiều rồi mà đi ngang là đủ mùi vị lắm. Còn quán nào sạch sạch ngồi thưởng thức thôi chừng chừng biết quán nào ngon quán nào không ngon phải thử bà con. Hình ảnh Đông Ba chiều nay. Hàng tiêu dùng gạo lứt, nhà thân mùi gạo nếp, đường. Một vòng chợ Đông Ba, đây là cửa số 4 đó, ngay bài đầu xe nơi đầu dòng Đông Ba. Vịt lộn bánh bao, bánh mì nem chả. Đây cổng số 5, vậy là cổng số 4, số 5 nằm tại đường Trương Dương thuộc khu vực cầu Gia Hội đó. Rồi lấy xe rời chợ Đông Ba. Đó, bến xe hiện đại nha. Mấy đồng? 3 đồng. Ba đồng một xe. 30.000 là 10 xe. Ngày anh được bao nhiêu là xe? Đó, 6 giờ chiều hình ảnh tại chợ Đông Ba như vậy đó bà con. Lâu lâu đi chờ đi vào các cái ngõ kiệt chân thôi là lâu không đi thì sẽ lạc đường đó. Bà con quên chờ quên đo luôn. Yeah. À, chuẩn bị có lễ hội chứ đây nữa này. Đó, những bánh hàng lắm. Rồi đoàn nghệ thuật cải lương sông Hương về diễn tại cổ đô Huế này. Nghe đoàn đi năm xưa tại Huế đó phải. À, tại công viên tỉnh Trung Sơn. Tùy tâm ủng hộ thôi này. Diễn buổi tối tùy tâm ủng hộ cho người ta lại tin đó. Em nghe đó. Đó, có sân khấu cải lương, đoàn nghệ thuật cải lương sông Hương cổ đô Huế đó. Mỗi năm về người ta cũng có những cái sâu diện các địa điểm của Huế để gây quỹ ủng hộ, chứ cũng không bằng vé đó. Yeah. Bà con đến đây ủng hộ ít nhiều chi đó. Rồi xem biểu diễn cải lương thứ giãn đây, bên sông
tỉnh Công Sơn chúng ta đi bên kia nhìn thấy đó, cũng là đông đúc. Người ta đi tắm mát đó. À, nay mai này người ta biết bệnh nhiều, khu vực này người ta đi tắm nhiều thì cũng thua chi bệnh mé đâu. Hiện tại là bệnh mé, bệnh linh mù là đông nhất, bệnh Hưng Long, và chứ là có thêm bệnh Trịnh Công Sơn nè, bệnh Đông Bá này. Đó, đường đi ra bệnh mọi người thấy này, bãi cỏ. Đó. Người người đi bơi. 6 giờ chiều mặt trời vẫn đang còn rực nắng hoàng hôn đó. Rồi treo thôi. Một giờ 50.000 một chiếc súp. Bà con bơi thoải mái về. Không được bơi thì phải mặc áo phao. À, ngắm nhìn bên kia là đập đá, nắng rực rỡ, cảnh chiều. À, Huế còn nguyên dòng sông. Ai muốn đi câu đi bơi thì thọ thích luôn. Mấy ôm mình về chiều chiều ra và mặt bên dòng sông, bờ sông. Đây có mấy đôi nhảy thể thao. À, nhìn về con hến bà con. Bên kia con hến đó có mấy cái con nhỏ. Đây dòng sông Hương chạy về suối đó. Cảnh chiều Đông Ba xứ Huế ngày nay, hy vọng bà con cùng thấy thú vị khi xem video của Yến Vũ nha. Dạ, em sẽ còn tiếp tục gửi đến bà con những hình ảnh về Huế trong những tập tiếp theo. Bây giờ Yến Vũ xin kết thúc video. Khi xem mọi người không quên nhấn like, đăng ký kênh, ủng hộ cho Yến Vũ Hòa Bình Vlog. Dạ, bây giờ Yến Vũ xin chào và hẹn gặp lại bà con.